con xin cho cha mẹ và sổ đứng tên là chị Võ Thị Sáu truyền đến cha mẹ Ba Tàng, mang thư để trình đến cha mẹ Ba Tàng cho các gia đình Phật tử và nạp nhân dân địa phương ở đây. Con xin là đại diện mặt trận Tổ quốc là Phạm Văn Sơn, ban quản lý di tích là Nguyễn Đức Dực, chị Công Thôi, chủ đền là Dương Duy Điền, và con xin là Bùi Trọng Thiện, Bùi Thị Đón, Trịnh Thị Viễn, Đỗ Thị Quý, Bùi Thị Đoàn, Nguyễn Thị Mình, Bùi Thị Nhung, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Quý, Bùi Thị Bích, Bính và Nguyễn Thị Bé, Trần Thị Hiên, Nguyễn Thị Thủy và Đinh Thị Thơi, Nhơi và Nguyễn Thị Y, là Bùi Thứ ạ. Xin con xin nhất chất đây là toàn thể. Con xin hôm nay là ban lãnh đạo địa phương, các cấp của địa phương, ban quản lý di tích, đền Thượng Vương Gia Hóa nguyên đường bộ tỉnh Thái Bình và các gia đình Phật tử, bản hạc của địa phương về kính thưa cổ vô hùng. Đoàn tâm linh đặc biệt chúng con là Nguyễn Tâm Chủ Nhang, Pháp Sư Tâm Linh Điện, được mẹ tổng mẫu địa với bác Bác Tê Quốc Thần, ban quyền ban phép, ban hội sắc kê lấy chương trình chỗ bác hòa. Xin kính chào các vị khách quý. Lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa các vị khách quý, đại diện cho chi ủy, chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận cùng cán bộ thôn, thôn trưởng, thôn phó, thôn Gia Hòa một cùng nhân dân bản làng. Kính thưa các vị khách quý, đoàn tâm linh, đoàn văn nghệ sĩ thành phố Hà Nội. Hôm nay trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị, được đầy đủ duyên lành, lần đầu tiên được đón tiếp đoàn tâm linh đất Việt, đoàn văn nghệ sĩ quân đội thành phố Hà Nội về nhà văn hóa thôn Gia Hòa một biểu diễn chương trình văn nghệ đặc biệt. Kính thưa các vị khách quý, hôm nay trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị, ngày 10 tháng 3, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, với những lời ca tiếng hát ca ngợi đất nước và con người một lòng với quê hương đất nước, với những văn nghệ sĩ của đoàn thành phố Hà Nội. Chùa Kim Cương với số tiền là 1 triệu đồng. Xin quý vị một tràng pháo tay đi ạ. Từ Hà Nội về đến thôn quê bản bản, đến Thái Bình và đến nhà văn hóa thôn Gia Hòa một, xin chuyển lời cho thầy Nguyễn Nhung Nhung. Kính thưa các đồng chí cán bộ xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, được sự tin tưởng của tất cả các đồng chí cán bộ xã và nhân dân và toàn bộ từ cán bộ cho đến nhân dân xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Đoàn tâm linh tôi đã về đây rất là nhiều lần và được sự tin tưởng của cha Ngọc Hoàng Đại Đế và được tình yêu bao la của mẹ tổng mẫu địa. Mẹ sinh ra quả địa cầu, mẹ sinh ra Bồ Tát thần tiên, mẹ sinh ra vạn vật thế gian này. Cha mẹ đã cho chúng tôi về với tất cả cán bộ nhân dân xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã mấy năm nay rồi. Nơi đây là cái nôi của cha, của mẹ. Nguyễn Thị Nhung, lời vàng ý ngọc để đem đến những lời ca tiếng hát chuẩn bị tiếp theo, xin kính mời cùng thưởng thức. Xin kính mời bà Bùi Thị Xuyên lên tặng hoa cho đoàn tâm linh đất Việt. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng ạ, vâng. Tình cảm quý giá nhất đấy. Vâng ạ. Vâng. Ban tổ chức
xin trân trọng kính mời các quý vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc về buổi văn hóa Tân Ninh hôm nay. Xin kính mời ông Hoàng Bích Sơn lên tặng hoa cho đoàn Tâm Linh Đất Việt. Xin kính mời. Đầu tiên là cho trưởng đoàn. Thay mặt những người làm chương trình, nghệ sĩ, diễn viên trong đoàn Tâm Linh Đất Việt, Hoàng Hiệp xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo địa phương và toàn thể nhân dân thôn Sa Hòa, xã An Vinh lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, bình an và chúc cho thôn Sa Hòa ngày càng phát triển. Kính thưa quý vị, để mở đầu chương trình hôm nay, xin mời quý vị sẽ đến với bài hát Hào khí đất Việt sáng tác Hoàng Đạt do Tốc Ca Nam Nữ trình bày. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Lạc hồng đầy thế đứng Việt Nam, còn mãi vang xanh
trẻ hôm nay mang bao trái tim nhiệt huyết, tô thắm kỷ nguyên rằng người nói sống Việt Nam. Hãy tô thắm sự xanh sang nguồn nơi, hãy xin giữ kỷ nguyên sáng tươi, mãi xứng danh người con dân nước Việt, mãi mãi tự hào với truyền thống cha. Trời cao, ơi đồng bào.
xin cảm ơn quý vị. Để nối tiếp chương trình, xin mời quý vị sẽ đến với bài hát Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa, sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàng, biểu diễn nghệ sĩ Thanh Loan. Bước vào
ơn nghệ sĩ Thanh Loan. Và bây giờ, xin mời quý vị sẽ trở về với nghệ sĩ Kiều Diễm qua bài hát Gánh Mẹ sáng tác Quách Bem. Con biên trời ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru, đường đời sương gió mịn mù vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đi can, giờ khi mẹ mất muộn màng gánh ai cho con dài, gánh qua đắm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân có lần lối sớm mai vai gầy. Mẹ già là sắp xa cây, ngỡ đâu là sự tội này gánh. Bông hiếu giữa trời bao la cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con con. Trời bao la cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Cho con gánh cả đôi vai, thân có lần lội sớm mai vai gầy. Mẹ già là sắp xa cây, ngỡ đâu lá rụng tội đầy gánh sao. Mẹ ơi sao gánh hết công lao một đời, bông hồng
cài áo nơi đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la cho con gánh lại mẹ già về sau người gánh chính là con về sau người gánh chính là vâng, xin cảm ơn ca sĩ Kiều Diễm. Và để nối tiếp chương trình là bài Tình Ca Mùa Xuân, sáng tác Trần Hoàn, biểu diễn Huy Bình Như Hà. Là tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thẳm, mùi hương nào rất quen nghe như làn môi ấm, nghe đâu từ sâu thẳm đất của mình sinh sôi. Trong ánh mắt em cười có màu xanh khoai sắn, trong bàn tay xinh xắn có hình dòng cánh xa. Mùa xuân mẹ ơi, cơn mưa đầu mát lạ. Mùa xuân về em ơi, nắng mới đã bay về. Và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ độ ấy. Em đi vào sương mây, khi trời còn hơi xưa. Còn đời tin nhau trên chiến tuyến giết thù, có bàn tay anh trắng nơi hậu phương xa lắm, vững vàng bàn tay em. Mùa xuân rồi đi qua, cơn mưa hè hối hả, tình ta càng thêm sâu như những hôm nào. Và trong qua phần thể hiện của Quốc Thái.
khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Dân tao sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang tâm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để sầu lên mắt mẹ nghe. Tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Dân tao sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang tâm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để sầu lên mắt mẹ nghe. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để sầu lên mắt mẹ nghe. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để sầu lên mắt mẹ nghe. Đừng để sầu. Mắt mẹ nghe. Thank you.
đôi dép Bác Hồ, Bác đi từ ở chiến khu Bác về, Bác đi từ ở chiến khu Bác về. Quốc hương trần địa, nhà máy đồng quê đều in dấu dép Bác về, Bác ơi, đều in dấu dép Bác về, Bác ơi.
xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Táo tần chung thủy như những câu hò lắng trong tiếng sao, đêm lạnh giật dịu tiếng mẹ ru con. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Vẫn còn gian khổ hát thóc chia đều, dẫu no dẫu đói ta bạn bè tình đắng ngọt cùng vui. Đất nước tôi, đất nước tôi đó.
quý vị. Bài hát Hồn Quê biểu diễn ca sĩ Như Hải. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Lời mẹ gọi
mãi tranh nghèo. Có thương con dài lặn lối phương xa, vách núi gió ùa về, đêm có gió ngồi, nghe mưa đông lạnh thương ai mong ai. Phần đời nào chơi vơi cơ thường, nhiều lá lũ gió sương, nơi quê xưa nghèo đắng, đến năm cánh mòn mỏi, ngày tháng giữ người, từng đêm vẫn nhớ thương. Chim bay mang lời nhắn, theo bay xa về nhà. Cháy rát ngày hè, xa xa ngôi trường, đôi chân băng rừng qua bao chặng đường về. Chúng dinh đám hoa dài, có cây bên đường rộn ràng tiếng hát. Bé gái dáng hiền hòa, dân ca mơ màng, quê hương em là trăm câu dân ca. Nồng nàn lời ru trên tay mẹ, thành nỗi ấm giấc mơ, quê cho ta nhiều lắm, sông kia không ngừng chảy, ngày vinh trăng thanh vời vời, hồn ai mơ màng, nghe xa xa từng lời mẹ ru Xin cảm ơn đôi song ca quốc thái kiều diệm. Và để nối tiếp chương trình, quý vị gửi tới quý vị bài hát chào em cô gái năm hồng sáng tác Ánh Dương. Vâng, lời đầu tiên mình xin gửi đến toàn thể các ban lãnh đạo trong thôn xã và bà con trong thôn ta một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chào em cô gái năm hồng, nhạc và lời của Ánh Dương. Sẽ tao chân trong lòng đường, sẽ là đam mê.
60, 70 và 80 với tiếng hát nghệ sĩ Huy Túc, với bài hát Chào Em Cô Gái Nam Hồng trên đài tiếng nói Việt Nam. Và hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, đây là anh Huy Bình, em ruột của nghệ sĩ Huy Túc. Và Huy Bình hôm nay cũng đã kế nghiệp của ông anh mình qua bài hát Chào Em Cô Gái Nam Hồng để gửi lại quý vị ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn cho nghệ sĩ Huy Bình. Vâng, xin cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, và để nối tiếp chương trình, xin mời quý vị sẽ đến với bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, lời thơ Hoàng Hiệp. Sáng tác âm nhạc Hoàng Hiệp, lời thơ Trần Tiến Duật, qua hai giọng ca Hoàng Hiệp và Thanh Loan. Trường Sơn hai đứa ở hai đầu xa tan, đường xa trong mùa này đẹp lắm. Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây, Trường Sơn Tây anh đi thương em, thương em bên ấy mưa nhiều, con đường là cánh cao muối bay rừng già cho dài mà tay áo hết rau rồi em có lấy măng không.
đứa ở hai đường xa thăm. Đường xa chân mùa này đẹp lắm, Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Tây anh đi xin mời quý vị sẽ đến với bài hát Em có nghe âm thanh ngày mới sáng sát cùng Nguyễn An do Tất Cả Nam Nữ và toàn đoàn tâm linh đất Việt biểu diễn. Xin mời quý vị cùng đón đón. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sau đây chúng tôi sẽ trân trọng kính mời Hà Nội của chúng tôi hoàn thành chương trình đêm giao lưu văn nghệ chào mừng ngày xuất khẩu Hùng Vương và khánh thành nhà văn hóa của thôn Sa Hòa. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị, xin chúc quý vị gia đình an khang hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Vâng, xin mời anh. Kính thưa các vị khách quý, hôm nay đoàn Tâm Linh Đất Việt về biểu diễn một chương trình ca nhạc hết sức đặc biệt với những lời ca tiếng hát mang đậm ý nghĩa dân tộc và quê hương. Thay mặt ban tổ chức xin bắt tay từng quý vị một. Xin quý vị một tràng vỗ tay đi ạ. Và cứ bắt tay liên tục và đồng thời các quý vị cứ vỗ tay liên tục đi ạ. Và các quý vị cứ vỗ tay liên tục đi ạ. Vâng, đừng đón đoàn Tâm Linh Đất Việt Hà Nội đã về biểu diễn một chương trình ca nhạc nghệ thuật hết sức đặc sắc. Vâng, đoàn Tâm Linh Hà Nội của chúng tôi một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin chào và hẹn gặp lại vào những dịp tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn quý vị.